Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Giang Nhà Phố Bán Nhà Thủ Dầu Một Bình Dương. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một ngôi nhà mặt tiền kinh doanh. Thì quý anh chị có thể là mua để làm văn phòng công ty, có thể là mở quán cà phê hoặc là kinh doanh shop đồ đều được. Thì em xin giới thiệu qua tổng quan của ngôi nhà chúng ta. Thì nhà chúng ta sẽ diện tích là ngang 7m2, dài 16m2, được thiết kế là một trệt 2 lầu, 4 phòng. Thì mỗi phòng ngủ chúng ta thì sẽ thiết kế là theo phong cách là không gian mở quý anh chị, thì để phù hợp cho việc có thể là làm văn phòng công ty hoặc là shop đồ. Nhà chúng ta thì nằm trên mặt tiền đường Phạm Thị Tân. Thì ở đây thì vị trí là trung tâm Thủ Dầu Một. Thì vị trí bên đây chúng ta đi thông ra Đại học Bình Dương, còn bên đây thì chúng ta đi thông ra đường Huỳnh Nhân Lỹ, ra Bixi, chợ Đình nha anh chị. Thì bên đây thì là mặt đường Phạm Thị Tân, còn bên đây thì là cái đường nhựa bên hông. Thì chúng ta đi thông ra đường Nguyễn Bình. Thì đường Nguyễn Bình là hẻm 48 cũ đó anh chị. Thì quý anh chị có thể là xem sơ qua cái mặt tiền phía trước của ngôi nhà nhé. Thì do là nhà chúng ta là lô gốc nên chủ đầu tư thiết kế không gian mở, nhà chúng ta rất là thoáng anh chị. Thì thay vì ở trên cái mặt dựng ngoài đây, thì thay vì chúng ta là làm những cái lan can sắt thôi, thì chủ đầu tư có làm thêm những cái len gỗ và trồng thêm những cái cây xanh. Rồi mời quý anh chị vào xem trực tiếp bên trong ngôi nhà. Phía trước nhà chúng ta thì ở đây thì là cái vỉa hè. Vỉa hè đây thì tới 4 mét mấy lận. Thì quý anh chị kinh doanh quán cà phê thì chúng ta phía trước đây để xe máy rất là thuận tiện. Còn ở đây thì đường Phạm Thị Tân. Đường Phạm Thị Tân ở đây thì nếu như mà có xe ô tô thì chúng ta đậu trên đường thì cũng thoải mái. Hướng nhà thì chúng ta là hướng Đông Nam. Thì buổi sáng thì cũng hơi nắng. Thì quý anh chị về kinh doanh thì mình tất nhiên là mình sẽ làm thêm những cái mái che nha anh chị, để cho nó đừng có nắng. Bên đây thì dòng đây thì chúng ta có thể để những cái bàn để kinh doanh quán cà phê, hoặc là quý anh chị làm văn phòng công ty thì không kinh doanh quán cà phê thì chỗ này chúng ta có thể là để cũng được một chiếc ô tô anh chị. Hai bên đây thì chủ đầu tư cũng có trồng rất là nhiều cái cây xanh ha. Quý anh chị nếu như về kinh doanh thì mình có thể là trồng thêm cái chỗ này, mình trồng thêm một cái cây nó lớn để sau này nó lớn lên thì che cái bóng mát cho cái khoảng sân của chúng ta nhé. Quý anh chị đi vòng ra phía bên sau này. Cái đường trước ra sau đây thì có rất là nhiều cái khoảng trống, thì chúng ta có thể là bố trí thêm rất là nhiều cái bàn để tiếp khách. Rồi mời quý anh chị chúng ta vào bên trong nhé. Do nhà chúng ta là lô gốc và thiết kế theo kiểu là kinh doanh nên cửa nhà chủ đầu tư sử dụng là cửa kính. Rồi khu vực ở tầng trệt chúng ta sẽ là phòng khách và nối liền với lại cái không gian bếp ở đây. Thì chúng ta có thể là cái chỗ này thì có thể để những cái bàn cà phê thôi anh chị, hoặc là nếu như chúng ta làm văn phòng công ty thì chỗ này có thể là bàn tiếp khách, còn bên đây thì để cái quầy. Cuối nhà chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Bên đây thì là không gian bếp. Rồi em xin bật mí thêm cái giá bán của ngôi nhà chúng ta thì giá bán là 8 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng tối đa cho quý anh chị. Thì anh chị nào có nhu cầu muốn đi xem nhà này hoặc là những ngôi nhà khác ở mặt tiền kinh doanh ở Thủ Dầu Một thì có thể liên hệ Giang. Giang sẽ dẫn trực tiếp quý anh chị đi xem. Rồi mời quý anh chị chúng ta lên trên lầu 1 ha. Rồi khu vực ở trên lầu 1 chúng ta sẽ bố trí không gian sẽ là hai phòng và một nhà vệ sinh. Rồi bên đây thì chủ đầu tư cũng có bố trí sẵn những cái bàn để bán cà phê nha anh chị. Còn nếu như chúng ta bố trí ở đây là văn phòng công ty thì chỗ này là chỗ làm việc của nhân viên. Bên đây thì có cái cửa sổ ra cái ban công cũng rất là thoáng. Bên đây thì cũng có trồng những cái cây xanh.
Rồi và bên đây thì là phòng thứ hai. Phòng thứ hai đây thì có nhà vệ sinh ở trong luôn. Phòng bên kia muốn đi nhà vệ sinh thì phải qua bên đây anh chị ha. Rồi ở đây thì chủ đầu tư cũng có bố trí sẵn những cái bàn để bán cà phê. Thì quý anh chị mua về thì có thể là kinh doanh luôn ha. Rồi thì bên đây thì cũng có những cái cửa sổ. Bên đây thì có trồng những cái cây xanh. Rồi chúng ta cùng lên lầu 2 anh chị nha. Rồi hiện tại em đang đứng ở trên khu vực lầu 2 anh chị. Thì em xin nói sơ lại. Thì nhà chúng ta sẽ có là 2 lầu. Thì nếu như quý anh chị nào có mua nhà để cho thuê á, thì em nghĩ đó cũng rất là hợp lý. Ba tầng trệt và lầu 1 chúng ta có thể bán cà phê, hoặc là tầng trệt bán cà phê rồi lầu 1 chúng ta cho thuê làm gian phòng công ty. Lầu 2 thì chỗ này thì bên chủ đầu tư thiết kế là làm shop đồ. Thì vô đây thì có những cái tủ sẵn. Đó, đây là giống như thiết kế này để làm tủ quần áo để chúng ta làm kinh doanh shop đồ anh chị ha. Còn ở đây thì là cái quầy. Thì ở trên phòng bên đây thì cũng có là nhà vệ sinh. Thì do nhà chúng ta là lô gốc nên tất cả các phòng đều có cái cửa sổ ra cái ban công nha anh chị, đầy đủ. Và đây thì cái bố trí cái phòng thứ tư ha. Phòng thứ tư ở đây thì cũng có nhà vệ sinh trong luôn. Nhà vệ sinh thì bên chủ đầu tư sử dụng là Toto nha anh chị, là những cái vật liệu mà cao cấp. Đây bồn tắm đứng riêng, đây là bồn cồn cầu ha. Bên khu vực trên lầu 2 thì chúng ta sẽ thiết kế là hẳn luôn là làm để shop đồ. Do cái có các tủ sẵn. Quý anh chị nào không có kinh doanh shop đồ thì mình mua về mình thay đổi cái công năng thôi ha. Rồi, khu vực ở trên lầu 2 thì nó là sân thượng ha. Sân thượng thì chúng ta để giặt đồ và phơi đồ thôi. Rồi xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem video. Nếu như quý anh chị có nhu cầu đi xem nhà này hoặc là những ngôi nhà khác cùng phân khúc giá thì có thể liên hệ em với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Và nếu anh chị muốn coi cái vị trí nhà trên bản đồ Google Maps á, thì có thể là truy cập vào đường link bên dưới. Thì trong website của em thì em có ghim cái vị trí trên bản đồ á, thì anh chị có thể là xem cái vị trí này nó có thuận tiện để cho cái việc kinh doanh buôn bán và di chuyển của anh chị hay là không. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị.